Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Thì mình xin được gửi lời chào kính mến tới quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live, được phát sóng hàng ngày vào khung giờ 20 giờ trên kênh IDC Live. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề bệnh táo bón. Và với chủ đề này thì quý vị khi có bất kỳ một thắc mắc hay một vấn đề nào đó cần giải quyết, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi ngay qua số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Vâng, quý vị khán giả thân mến, trong cuộc sống ngày càng phát triển hiện nay thì con người ta mải mê theo công việc và dường như là quên mất đi việc phải chăm sóc sức khỏe của mình, quan tâm tới những bữa ăn, giấc ngủ. Và đó cũng chính là nguyên nhân gây nên bệnh táo bón vô cùng phổ biến hiện nay. Vâng, vậy thì đặc biệt là đối với tình trạng mà táo bón ở phụ nữ trước và sau vệ sinh thì vấn đề lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều, bởi vì bà mẹ thì không thể sử dụng thuốc được, sẽ ảnh hưởng đến con. Vậy thì liệu có giải pháp nào cho vấn đề này? Vâng, chính vì thế mà ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Live đã mời đến trường quay chuyên gia dinh dưỡng Phương My sẽ đồng hành cùng chúng ta để giải quyết vấn đề này. Vâng, xin chào chuyên gia Phương My, cảm ơn chị đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, có thể thấy là tình trạng táo bón đối với bà mẹ trước và sau khi sinh là rất là phổ biến đúng không ạ? Và đối với vấn đề này thì không biết là có những cái nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng táo bón trước và sau khi sinh của các bà mẹ? Đối với các bà mẹ sau sinh thì thường dễ bị táo bón hơn so với các trường khác. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là trong quá trình mà mang bầu, mẹ đã phải uống sắt thường xuyên và sắt thường rất nóng, và ít những mẹ nào mà ít uống nước ấy, thì cũng dẫn đến tình trạng là dẫn đến táo bón về sau. Và trong quá trình sinh xong thì đa phần ở người Việt Nam mình thường hay tình trạng là ăn kiêng, có nghĩa chỉ được ăn thịt nạc, da khô này. Sau đấy thì ăn chỉ ăn rau ngót luộc này, không được ăn đa dạng lên, cũng dẫn đến là nguyên nhân vấn đề táo bón của mẹ. Và thứ ba nữa là sau sinh thì cơ thể mẹ nó có sự thay đổi, cái nhu động ruột từ sau sinh xong thì mẹ vận động ít hơn, nằm một chỗ nhiều hơn, có thể là đau, nên dẫn đến nằm một chỗ. Thành ra là cái nhu động ruột nó bị kém đi, cũng dẫn đến vấn đề là sau táo bón sau sinh. Vâng, vậy đặc biệt là đối với cái tình trạng táo bón của các bà mẹ bìm sữa thì ta có thể áp dụng những cái phương pháp nào để hiệu quả cho mẹ mà an toàn cho con, thưa chuyên gia? Thực ra đối với các bà mẹ sau sinh, điều trị nó sẽ là cái giai đoạn khó khăn nhất, bởi vì sao nó lại ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng có những loại thuốc nó sẽ không phải thận trọng khi sử dụng đối với những người sau sinh, bởi vì có thể điều trị được táo bón cho mẹ nhưng mà dễ gây tiêu chảy cho bé. Đấy là những cái lưu ý khi dùng thuốc. Còn hiện tại bây giờ mình phải phòng điều để điều trị khi mà hiện tượng táo bón sau sinh ấy, thì để điều trị mình bằng phương pháp bình thường trước dân gian trước, đó là mình phải ăn những cái thực phẩm nhuận tràng, sử dụng các loại rau xanh như là rau mùng tơi này, đấy là giúp nhuận tràng này, hoặc là rau khoai lang, hoặc là bí đỏ, hoặc là vừng đen, đấy là những thực phẩm gây giúp nhuận tràng. Hoặc là các loại củ quả như là củ khoai lang có thể hấp lên nhé. Khoai lang thì nên hấp chứ không nên nướng. Khi mà nướng thì chất xơ hòa tan nó không còn nhiều nữa. Đấy, thì là khi hấp thì bao giờ nó cũng dầu, chất xơ cũng còn dầu chất hòa tan. Rau sống được là tốt nhất, nhưng các bà mẹ sau sinh thì mình không quên là nên là sử dụng rau sống mà nó hấp lên ăn hàng ngày. Đấy. Chuối có thể ăn một phần chuối tiêu, nhưng mà chuối tiêu không phải là chuối chín kỹ mà chuối chín vừa. Bởi vì sao chuối chín kỹ rất là giàu kali thì nó sẽ giúp nó lại làm cho hấp thụ lại nước, dẫn đến là tăng cường táo bón hơn chứ không thể là điều trị dứt điểm táo bón được. Đấy. Còn ngoài ra mẹ phải uống thức nhiều nước. Đối với các bà mẹ sau sinh, vấn đề nước là vấn đề mình cần phải quan tâm. Thứ nhất là phòng tránh táo bón dần giúp điều trị một phần táo bón. Thứ hai là liên quan đến chất lượng cái lượng sữa dành cho con. Thế nên là rất được chú ý. Các bà mẹ sau sinh uống tầm khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi nước một ngày thì mới đủ cái lượng nước hàng ngày cho cơ thể.
Vâng, có thể thấy là cái tình trạng táo bón của các bà mẹ trước và sau khi sinh là rất là phổ biến đúng không ạ? Và nó gây ra rất nhiều cái hậu quả, và đặc biệt là các bà mẹ để không thể dùng tùy tiện các loại thuốc được. Chính vì thế là chúng ta nên phòng hơn tránh đúng không ạ? Vâng, vậy thì đối với trường hợp này thì ta có những cái cách phòng bệnh như thế nào để hiệu quả và khoa học nhất ạ? Để đề phòng vấn đề táo bón ấy, thì trước hết trong lúc mang bầu mình đã phải dự phòng rồi, là mình đã ăn đa dạng rồi. Để trong lúc mang bầu là nhiều mẹ ngén người này, rồi là ăn uống kén chọn là có, mình phải ăn uống đa dạng lên, đặc biệt là trong mùa mình cũng phải uống nhiều nước. Khi mà uống sắt thì rất là nắng và dễ gây táo bón, thì mình phải uống nhiều nước lên thì nó khắc phục được cái tình trạng táo bón do mình sử dụng uống với sắt cho lúc đó. Và ngoài ra là cái chế độ ăn của mẹ phải linh hoạt, có nghĩa lúc nào nó phải đầy đủ trong một ngày, phải đầy đủ được bốn chất dinh dưỡng đấy, tăng cường rau xanh củ quả lên rất là nhiều. Không cần, thực ra không cần ăn quá nhiều cơm, không quá nhiều thịt cá, nhưng mà cả phải ăn đa dạng và sử như là cái bữa trưa mình đã ăn thịt rồi thì bữa tối mình nên chuyển sang cá chẳng hạn đấy, những sự linh hoạt trong ăn hàng ngày của mình. Thật ra sau khi sinh xong mẹ nên vận động, nên có sự vận động, thứ nhất để sản dịch nó ra nhanh hơn, và thứ hai nó giúp cái nhu động ruột của mẹ sẽ tốt hơn, bởi vì sau khi sinh là cái nhu động ruột bao giờ nó cũng kém hơn đấy. Thế là cái phương pháp vận động hàng ngày nữa thì để tránh cái tình trạng táo bón. Và thứ ba nữa là cái vấn đề ăn kiêng, nó là không được ăn kiêng, bởi vì sao, đối với bà mẹ sinh chỉ cần ăn chín uống sôi là được, chứ không được ăn kiêng. Do các cụ ngày xưa ăn kiêng có lý do, bởi vì thế này, bình thường một cái loại thực phẩm gì đấy cả vài tháng trời mình không ăn, đến lúc mình rất là muốn ăn, rất là thèm ăn đấy, bữa đầu tiên ăn rất nhiều, tất nhiên tiêu chảy một chuyện bình thường. Thế nên là các cụ thường hay bảo là ăn cái loại này sau sinh là dẫn đến tiêu chảy, thực ra không phải, mình cứ ăn những bữa đầu tiên ăn thật ít hay đơn giản ít thôi, xong sau bữa hai ăn nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút, thì khi đấy mình sẽ đa dạng này, sẽ làm quen được cái vấn đề là mình ăn món hàng này, thì làm sao mà vấn đề mình sau sinh đâu. Ở nước ngoài người ta có kiêng như Việt Nam mình đâu. Và xin cảm ơn chuyên gia Phương My với những chia sẻ rất là hữu ích. Vâng, quý vị thân mến, thì đối với các bà mẹ trước và sau khi sinh mà bị táo bón thì chúng ta có thể hoàn toàn đề phòng được bằng những cách vô cùng đơn giản, đó là chúng ta không nên ăn kiêng khem nhiều quá, mà chỉ cần là chúng ta ăn chín uống sôi và ăn đầy đủ các nhóm chất là chúng ta hoàn toàn có sức khỏe thật là tốt và có thể đề phòng được căn bệnh táo bón này. Và với quý vị khán giả, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải quyết thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102, hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đến đây cũng xin được phép khép lại, và xin được cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Phương My với những chia sẻ rất thú vị và hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi. Và xin cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả trong chương trình lần sau. Vâng, và quý vị thân mến, nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và muốn nhận thêm nữa những thông tin sức khỏe hữu ích thì hãy nhớ theo dõi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Life. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.